بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Thì đêm nay chúng ta vô những cái phần cuối của cái quyển sách Ar-Rabi'un Nawawi. Thì hôm nay chúng ta đi vào cái hadith thứ 41. Thì cái hadith này nó có nguyên văn như thế này: An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hadithun hasanun sahihun rawaynahu fi kitabin hujjah bi isnanin sahih. Thì cái hadith này nó được dịch như sơ lược như thế này: từ cha của Muhammad, Am Abdullah bin Amr bin Aus, cầu xin Allah hài lòng về hai người họ. Ông ta kể rằng Nabi sallallahu alaihi wasallam đã nói: đức tin iman của các ngươi không đạt đến cái mức hoàn thiện và hoàn chỉnh và đầy đủ cho đến khi nào sở thích của các ngươi nó làm theo những gì ta mang đến, tức là những gì mà trong bộ giáo luật Islam ta mang đến các ngươi làm theo hết, thì đến chừng đó cái đức tính iman của các ngươi nó mới hoàn thiện và đầy đủ. Thì đây là hadith hasan sahih được ghi lại từ cái quyển sách Hujjah, và nó được theo đường truyền là sahih, tức là đường truyền đúng và chính xác. Thì đó là sơ lược về cái dịch của cái hadith. Thì bây giờ chúng ta đi vào phân tích hadith. Thì ông Abdullah bin Amr bin Aus là ông ta là người ghi cái hadith rất là nhiều, nhiều hơn ông Abu Hurairah nữa. Thì chúng ta đã nghe sơ lược về lần trước là ông Abu Hurairah có người là người ghi đường truyền rất là nhiều. Nhưng ông ta nói không có ai ghi là hadith của Nabi Sallam nhiều hơn tôi ngoại trừ ông Abdullah bin Aus này. Tại vì trong lúc Nabi nói tôi chỉ có nghe thôi, còn ông ta thì ghi. Thì cái ghi nó có lợi hơn rất là nhiều. Chúng ta ghi, chúng ta về chúng ta ôn lại, còn khi nhớ chúng ta khi mà quên không có lấy không có gì để mà ôn lại. Cho nên ông Abu Hurairah không có cái gì ôn lại sau khi về nhà, nên cái hadith mà ông ta ghi lại từ Nabi ít hơn là ông Abdullah bin Aus này. Và Nabi sallallahu alaihi wasallam nói la yu'minu ahadukum, là đức tính iman của các ngươi. Thì đức tính iman của chúng ta, của mọi người đều có đức iman. Chúng ta biết iman nó là cái gì rồi. Thì bây giờ nhắc lại iman. Iman đó là nó như thế này, giống như Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ông ta đã định nghĩa: đức tin iman là sự tin tưởng trong con tim, nói ra bằng lời và hành động bằng tay chân, được tăng và được giảm. Tăng khi nó làm theo lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala, và nó bị giảm khi người đó chống đối lại lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì đó là cái đức tin iman. Thì ông ta Sheikh al-Islam Taymiyyah nói tin bằng con tim, tức chúng ta tin trong lòng Allah subhanahu wa ta'ala là đấng duy nhất xứng đáng để tôn thờ, là đấng tạo hóa, là đấng ban phát, là đấng làm cho sống và chết, và đấng chúa tể của ngày phục sinh. Đó là đức tin. Nói ra bằng lời là chúng ta phải nói ra bằng câu shahada la ilaha illallah muhammad rasulullah, đó là nói ra bằng lời. Và hành động bằng tay chân, đó là chúng ta phải hành lễ salah, phải xuất zakat, phải đi làm haji, và phải nhịn chay ramadan, và phải làm những cái việc làm khác nữa mà Islam bắt buộc bằng hành động bằng tay chân, thì đó là hành động bằng tay chân. Nó tăng khi cái người đó làm theo những cái gì mà Allah bắt buộc họ làm, và họ làm đúng, thì nó sẽ tăng lên cái niềm tin iman. Thì chúng ta thấy những người nào mà hành lễ salah một cách thường xuyên đầy đủ tại masjid, và với một người hành lễ salah không đầy đủ, thì hai người họ cái sự tin tưởng họ hoàn toàn khác nhau, không phải khác bình thường mà khác rất là xa vời giữa hai người họ. Và như thế đó làm cho niềm tin yêu mà chúng ta nó tăng, và nó giảm khi chúng ta vi phạm cái tội lỗi của chúng ta đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Giống như của hadith khác này, vì sallallahu alaihi wasallam nói với nghĩa cái người zina không có đức tin trong lúc nó đang zina, tức cái người mà đang zina đó, người đó không phải là người một mình nữa, cái niềm tin yêu mà lúc đó nó bị rời khỏi người đó rồi. Khi nó zina xong thì niềm tin yêu mà nó mới quay trở lại với người đó. Thì trong lúc đó yêu mà chúng ta nó giảm một cái rất là xa xúc. Và khi chúng ta quy phục Allah subhanahu wa ta'ala thì đó nó mới tăng lên trở lại. Thì đó là cái đức tin iman được định nghĩa theo Sheikh Islam Taymiyyah. Còn cái câu trong đây là không tin tưởng các ngươi, vì tất các ngươi, niềm tin của các ngươi đó không được đạt tới mức cao nhất, thì iman chúng ta nó gồm có nhiều rất có nhiều cấp bậc. Giống như cái hadith trước ta học, iman nó gồm có hơn 70 nhánh.
khi mà nó hơn 70 nhánh, cái nhánh thấp nhất của nó đó là lụm nhặt cây gai nằm ở trên đường, và cái nhánh cao nhất của nó là câu shahada la ilaha illallah, và cái sự sạch sẽ là phân nửa của đức tin iman. Thì đó là cái hadith chúng ta đã học trước rồi. Thì mình iman nó là như vậy. Thì Nabi nó không đạt được cái đức tin iman cao nhất cho đến khi, cho đến khi nào? Cho đến khi cái sở thích của chúng ta và việc làm chúng ta và hành động chúng ta, lời nói của chúng ta làm theo hết tất cả những gì giáo luật Islam do chính Nabi sallallahu alaihi wasallam mang đến. Đến chừng đó chúng ta mới là một người mu'min thật sự. Thì khi Nabi nói như thế nào thì chúng ta làm như thế nấy, thì chúng ta mới đạt được cái mức iman lên tới tối cao và cao nhất. Và những cái tấm gương chúng ta bắt chước làm theo, và tấm gương của những cái niềm tin iman cao nhất đó là sahaba của Nabi sallallahu alaihi wasallam, và cái người cao nhất trong số họ đó là Abu Bakr, kế tiếp là Umar, kế tiếp là Uthman, kế tiếp nữa là Ali, và sau đó là những vị sahaba khác. Thì họ là những người tấm gương chúng ta nhìn học hỏi làm theo, là niềm tin iman cao nhất, cao hơn tất cả. Thì đó là cái phân tích cái hadith. Còn về cái độ chính xác của cái hadith này đó, thì cái hadith này được Sheikh, được Imam Nawawi ông ta ghi lại, và ông ta đã khẳng định rằng đây là hadith sahih, thì không còn gì phải nghi ngờ nữa. Tại ông ta là một học giả chuyên về hadith, một học giả thời trước, một uyên bác, kiến thức của ông ta rất là uyên bác, và ông ta đã khẳng định cái hadith này là hadith sahih, thì không còn gì để chúng ta nghi ngờ. Ở đây là hadith do Bukhari ghi lại, đây là hadith chính xác từ Nabi sallallahu alaihi wasallam, và được Imam Nawawi xác định là một lần nữa là hadith sahih. Đó là chúng ta đi học xong cái phần phân tích hadith, thì chúng ta đi qua cái phần thứ ba, đó là những bài học rút ra từ hadith. Thì cái hadith này nó rất là ngắn. Cái bài học đầu tiên chúng tôi rút cái hadith là chúng ta không được phép dùng ý chí của chúng ta, dùng kiến thức của chúng ta, dùng sở thích của chúng ta đặt trước cái giáo luật của Allah subhanahu wa ta'ala. Một cái thí dụ, theo một cái thói quen hay một cái phong tục tục lệ của một cái xóm làng nào đó là họ làm như thế, thì khi một cái giáo luật đến và cái thói quen và cái phong tục đó nó trái ngược với cái giáo luật đó, thì lúc này con người chúng ta nằm giữa ranh giới là làm theo cái nào? Thì chúng ta nằm giữa ranh giới là làm theo giáo luật Islam hay làm theo cái phong tục tập quán của cái xứ đó. Thì chúng ta lúc này không có cần gì, không có gì mà phải nghi ngờ hay phải lưỡng lự hết, mà chúng ta cần phải bỏ đi cái phong tục tập quán đó, chúng ta phải làm theo giáo luật. Nếu như ngược lại, chúng ta không làm theo cái giáo luật mà chúng ta làm theo phong tục tập quán, thì niềm tin iman chúng ta lúc đó nó bị sa sút và nó bị giảm sút. Tại vì Nabi nói rằng nếu các ngươi không làm theo những gì ta mang đến, thì niềm tin các ngươi không bao giờ đạt được cảnh giới cao nhất, không bao giờ đạt được cái mức cao. Thì chúng ta cần phải bỏ ngay tất cả những phong tục tập quán nào của xóm làng hay của dòng họ hay của bà con hay của bản thân chúng ta. Nếu những cái đó nó đi trái ngược lại luật Islam, chúng ta bỏ. Một cái thí dụ đơn giản để chúng ta dễ hiểu, giống như những người ngoại đạo. Cái thói quen của họ đó là khi ra ngoài đường họ ăn mặc quần tà lõn, cái quần từ quần sọt cái ngắn khỏi đầu gối khi lên tới đùi. Đó là với nam. Đó phong tục của một thói quen của họ, đó là chuyện bình thường, họ ăn mặc không ai nói gì hết, tại vì ai cũng mặc như vậy hết, đó với họ. Nhưng Islam chúng ta lại không như vậy. Nếu như cái người đó vô đạo Islam thì cái thói quen của ông ta đó cần phải thay đổi, tại vì luật Islam không cho phép người đàn ông ăn mặc gì khi đi ra ngoài đường. Tối thiểu nhất là phải khỏi đầu gối. Thì đó cái phong tục và cái thói quen của mỗi người hay mỗi dân tộc chúng ta, nếu mà nó đi trái ngược lại với luật Islam, chúng ta cần phải bỏ. Còn những cái phong tục tập quán nào mà nó không ảnh hưởng đến Islam, nó không trở lại, nó không trở bản với Islam, thì chúng ta được phép làm đó. Không có gì phải bỏ nó hay là sợ hãi gì này gì đó. Thí dụ như là cái phong tục của người Chăm ở trong Châu Đốc này đó, đám cưới. Cái ngày đám cưới đó là bên đàn trai đưa rể qua bên đàn gái, đưa chú rể qua bên cô dâu. Thì đó là cái phong tục của người Chăm. Mà vì cái sự đưa rể đó nó không ảnh hưởng gì trong tôn giáo hết, đó là cái phong tục. Tại Islam không kêu, và Islam không cấm, và trong sự đưa rể đó không có ảnh hưởng gì đến tôn giáo hết. Thì cái đó là cái phong tục chúng ta được quyền làm. Cái bài học thứ hai mà chúng ta rút ra từ cái hadith, đó là cái sở thích của con người chúng ta đó, nó chia làm hai loại. Thứ nhất là sở thích tốt đẹp đáng ca ngợi, thứ hai là sở thích xấu bị chê bai. Thì tất cả những cái sở thích nào mà chúng ta làm theo giáo luật Islam, phù hợp với giáo luật Islam, thì đó là cái sở thích tốt đẹp.
và bằng ngược lại những cái giáo sở thích nào mà đi ngược trở lại thì đó là những cái giáo những cái sở thích cần phải bác bỏ nó. Và cái bài học thứ ba mà chúng ta học từ cái hadith nữa đó là những cái gì mà Nabi mang đến trong cái nhắc trong cái hadith này, tức là cái bộ luật giáo lý Islam được Nabi sallallahu alaihi wasallam tiếp nhận từ Allah subhanahu wa ta'ala, giống như Allah subhanahu wa ta'ala phán wa nazzalna 'alaykal kitaba tibyanan likulli shay, và ta đã mặc khải cho ngươi Muhammad một quyển kinh sách, trong nó bao hàm chứa tất cả mọi việc và trong nó tất cả mọi việc đều được phơi bày và phân tích kỹ. Thì trong thiên kinh Quran tất cả mọi việc đều được hàm chứa trong nó hết. Allah không nói một cách chi tiết thì Allah cũng nói ẩn ý trong nó. Giống như ngày nay khoa học nó đã chứng minh được những cái ẩn ý trong thiên kinh Quran mà rất là nhiều. Mà chỉ Quran chỉ nói là một câu hay là một vài từ, và những cái đó là ám chỉ về những điều mà ngày nay khoa học tiên tiến và hiện đại mới phát hiện được và mới chứng minh được. Thì những gì mà luật Islam chúng ta làm là ra đó, thì chúng ta cần phải làm nhất làm theo nó, tuân thủ làm theo nó, không viện bất cứ lý do gì hết. Chúng ta hãy nhớ là một người Muslim khi đối diện với luật của Allah subhanahu wa ta'ala, chúng ta không được phép do dự. Chúng ta đừng bao giờ sinh nghi trong lòng chúng ta, hay đặt trong hỏi trong lòng chúng ta có nên làm hay là không nên làm. Đừng bao giờ đặt ra câu hỏi đó, và hãy dẹp bỏ và hãy giết chết những cái mầm mống như thế. Nếu như chúng ta để cho nó sinh sống hay để cho nó tự do phát triển thì Satan nó sẽ quấy nhiều chúng ta và nó sẽ đưa chúng ta đi xa lệch hơn nhiều hơn đối với luật của Allah subhanahu wa ta'ala. Khi đối với đứng với luật của Allah, halal haram, được hay không được, không được phép vi phạm, hãy làm thì đó là luật phải làm, hay là hãy tránh xa, không có lưỡng lự hay không có phân vân hay là phân trần, cần phải suy xét, cần phải suy nghĩ hay cần phải biện bạch thì không. Câu trả lời là không được phép. Hãy cấm là tránh xa, buộc làm là phải làm. Thì đó là một người Muslim theo luật của Allah ta'ala. Chỗ này Nabi sallallahu alaihi wasallam nói là nói về đức tin iman, về tốt đẹp, mà Nabi không nói là phủ nhận đức tin của một người. Tại vì đối với một số người Muslim á, họ vẫn còn là người Muslim nhưng họ lại không làm theo một số giáo điều. Thí dụ như những cái điều gì mà không phù hợp với họ đi chẳng hạn, hay là họ không thích làm, thì họ lại cẩu thả hay lơ là, không làm một cách toàn mỹ hay là không làm nó luôn, và họ vẫn làm một điều số với điều bắt buộc khác. Thì người đó hãy biết rằng đức tin iman của họ không bao giờ đạt được hoàn chỉnh. Người đó không bao giờ đạt được đức tin hoàn chỉnh. Mà chỉ có những người nào không bao giờ lưỡng lự hay không bao giờ phân trần trước bất cứ cái lệnh nào trong giáo lý Islam, lệnh nào cũng làm hết, thì người đó mới là người mong rằng, hy vọng rằng người đó đạt được cảnh giới cao nhất trong niềm tin iman, giống như Nabi sallallahu alaihi wasallam nói trong cái hadith này. Và sahabat Nabi tất cả họ không phân biệt một người nào, khi Nabi ra lệnh điều gì đó là họ làm theo liền. Chẳng những họ làm mà họ còn tranh đua nữa. Họ còn tranh đua làm sao cho nhiều, làm sao cho tốt và làm sao cho đầy đủ hơn. Chứ họ không bao giờ câu nệ, không bao giờ nói người đó nói simen 10, nói hành lễ số lá 10 được ít, mình hành lễ số lá 9 được rồi hay là 8 thôi. Không bao giờ. Nếu họ biết người kia 10 thì họ sẽ cố gắng 12. Nếu họ biết người kia sau đó có 5.000 thì họ sẽ có nhiều hơn nữa. Họ tranh đua nhau. Thì đó là tấm gương để chúng ta làm theo và bắt chước làm theo. Và cái đó là kết thúc của cái hadith này. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.